đây. Rồi, xin chào các bạn nha. Mời các bạn vào hòn Lưa Che Bờ để ăn mực lá sống. Đâu được đâu, cút vô. Trời con dớt luôn. Đấy, thấy chưa? Ôi. Rồi, lên nè. Ui, đã lắm ui. Tươi ống ánh luôn. Rồi, con luôn. Rồi, coi đi người ơi. Thấy chưa? Quá. Rồi, thả vô lòng. Thả vô. Đấy. Tươi xanh. Mời mọi người đến Hòn Nưa để ăn mực sống gặp Trúc nha. Số điện thoại 0899996901. Đó, món này là món sesame đang vẫy gọi tên các bạn luôn á. Mực sống sesame. Đấy, bì nữa này. Quá đẹp. Đây là mực nang nha. Đây mình có rất nhiều tôm hùm hải sản tươi sống để phục vụ mọi người khi đi chơi Hòn Nưa về. Tôm hùm sống nè, đấy, ốc nè, nhiều hải sản lắm. Đây ghê nha. Đấy, mọi người là đi chơi là sẽ được ăn uống trên cái nhà hàng bè nổi trên mặt biển. Rồi, để mình quay cá cho các bạn xem. Đây, cá đây. Mờ quá, mình không thấy được. Đấy, các bạn muốn vô thì vô tại bè. Rất là đẹp, có cái cầu rất là đẹp. Check in chụp hình nha. Bên này có cano đó, mới đi đảo Hòn Nưa nè. Số điện thoại nè, 0899996901. Bạn hãy liên hệ nha. Đấy, vào này check in cái cây cầu Vũng Rô Hà Nội Đông Lai. Kẻ, kẻ chưa? Rồi, rất là đẹp. Mọi chi tiết xin liên hệ là 0899996901 nha. Rồi, ok. Xin chào.